tỷ phú Elon để lại đống hỗn độn cho CEO mới của Trader. Tỷ phú Elon tuyên bố đã tìm được người kế nhiệm chức vị CEO Trader. Tuy nhiên, những thách thức về doanh thu, nỗi lo của các nhà quảng cáo và cuộc khủng hoảng vẫn chưa được giải quyết. Vào ngày 11 tháng 5, Elon thông báo Trader sắp có một CEO mới thay thế ông. Theo CNBC, người đảm nhiệm vị trí này sẽ là Linda Zaccarino. Cựu giám đốc kinh doanh quảng cáo của NBC Universal. Vị CEO mới sẽ phải giải quyết mớ hỗn độn của Trader trong thời gian qua. Được ông Elon Musk chọn mặt gửi vàng vào vị trí CEO của Trader, bà Linda Zaccarino đang đứng trước hàng loạt những thách thức khó khăn. Doanh thu từ quảng cáo chiếm hơn 90% doanh thu của Trader trước khi Elon Musk mua lại nền tảng này tháng 10 năm 2022. Tuy nhiên, nhiều nhà quảng cáo đã rời bỏ nền tảng này kể từ đó. Theo công ty phân tích Passmastic của Cecil Tower, dựa trên dữ liệu tính tới ngày 25 tháng 1 năm nay, 625 trong số 1.000 nhà quảng cáo hàng đầu, bao gồm các thương hiệu lớn như Coca-Cola, Unilever, Jeff, Wells Fargo và Mesh đã rút bớt tiền quảng cáo trên Twitter. Doanh thu hàng tháng từ 1.000 nhà quảng cáo hàng đầu đã giảm hơn 60% từ tháng 10 đến ngày 25 tháng 1, từ khoảng 127 triệu USD xuống chỉ còn hơn 48 triệu USD. Nhiều nhà quảng cáo lo ngại về việc làn sóng sa thải nhân sự hàng loạt của ông Musk, sự gia tăng đáng kể của ngôn từ kích động thù địch trên nền tảng và những chính sách gây tranh cãi từ người đứng đầu, trong đó có động thái mời người dùng từng bị cấm quay lại Twitter. General Motors cho biết sẽ tạm dừng chi tiêu quảng cáo trên Twitter, trong khi đang đánh giá hướng đi mới của nền tảng này. Trong khi đó, ông Musk đổ lỗi cho việc rút lui này là do các nhóm hoạt động xã hội gây áp lực lên các nhà quảng cáo, mặc dù việc kiểm duyệt nội dung không có gì thay đổi. Ông Musk đã cố gắng tăng doanh thu cho Twitter bằng cách tính phí tích xanh của người dùng. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, thành công của việc này rất hạn chế tuy nhiên Elon Musk không có nhiều lựa chọn ngoài việc khôi phục lại mối quan hệ giữa trader với các nhà quảng cáo đồng thời có nhiều giải pháp thúc đẩy hoạt động kinh doanh quảng cáo vốn là cốt lõi của nền tảng này vì thế thách thức đầu tiên mà triều đại vừa qua của musk để lại cho người kế nhiệm chính là tình trạng tài chính hỗn độn của trader Khoản vay ngân hàng 13 tỷ USD để mua lại Trader khiến công ty phải chật vật với gánh nặng tài chính. Sau khi thâu tóm Trader vào năm ngoái, Alamus từng nói công ty chỉ còn vài tuần nữa là phá sản nên ưu tiên hàng đầu của ông là doanh thu. Thu nhập năm 2021 của Trader, kết quả cả năm gần nhất trước khi hủy niêm yết cho thấy công ty đang thu lỗ nặng với khoản lỗ ròng 221,4 triệu USD. Ông Musk đã đưa ra các biện pháp mới để cải thiện tình trạng khó khăn này bằng cách bắt người dùng trả tiền cho tích xanh. CEO Trader vẫn đang phát miễn phí những tấm xét màu xanh lam do hệ thống tiếp nhận dịch vụ đăng ký kém. Vì vậy, người kế nhiệm của ông sẽ cần các kế hoạch dự phòng để giải quyết vấn đề này. Không chỉ thế, một nửa trong số 100 nhà quảng cáo hàng đầu của Trader đã tạm dùng quảng cáo một tháng sau khi Musk tiếp quản. Vì thế, điều tương tự có thể xảy ra một lần nữa ngoài ra trader còn phải đối mặt với sự cạnh tranh từ các nền tảng khác trong lúc người dùng không hài lòng về trader dưới thời Musk, một số đối thủ đã nhân cơ hội quảng bá nền tảng của mình ngay trên trader chẳng hạn mastodon một dịch vụ truyền thông xã hội phi tập trung hay blue sky mạng xã hội được hỗ trợ bởi người đồng sáng lập trader jack dorsey trong khi đó nền tảng trực tuyến substack đã ra mắt một tính năng kiểu trader có tên là notes Văn hóa mà ông Musk đem đến văn phòng không được lòng các nhân viên. Mặc dù từ chức CEO, ông có kế hoạch duy trì quyền kiểm soát với tư cách là chủ tịch điều hành và giám đốc công nghệ. Ảnh hưởng quá lớn của ông Musk sẽ gây áp lực cho vị CEO mới. Việc chọn bà Linda Zaccarino cho vị trí nóng CEO Trader được xem là một quyết định kịp thời của ông Musk. Bà Linda Zaccarino là người dày dặn kinh nghiệm trong lĩnh vực quảng cáo với thâm niên nhiều năm làm trong ngành truyền thông. Thật vinh dự khi được trở thành một phần của NBC Universal và dẫn dắt đội ngũ tài giỏi nhất. Tôi đã thay đổi công ty của mình và toàn bộ ngành này. Bà nói, NBC Universal thông báo bà Jacarino sẽ rời công ty vào sáng ngày 13 tháng 5. Bà Jacarino đã làm việc tại NBC Universal hơn 11 năm. Tại NBC Universal, bà quản lý một đội ngũ toàn cầu gồm 2.000 nhân viên. Theo CNN, con số này cao hơn cả số nhân viên của Trader hiện tại. Theo bà Jacarino, nhóm quảng cáo của NBC Universal đã tạo ra 100 tỷ USD doanh thu quảng cáo kể từ khi bà gia nhập công ty vào năm 2011. Ngoài ra, nhóm này còn giúp NBC Universal củng cố quan hệ đối tác với nhiều công ty truyền thông như Trader, Apple News, BuzzFeed, Snapchat, YouTube, theo hồ sơ của bà Zagarino, nhóm kinh doanh quảng cáo của NBC Universal dưới sự lãnh đạo của bà đã tạo ra 100 tỷ USD doanh thu kể từ năm 2011. Nhóm này cũng đồng thời củng cố quan hệ đối tác giữa NBC Universal với nhiều công ty truyền thông mới, bao gồm Twitter, Apple News, Burfix, Snapchat, YouTube. Thành tựu đáng chú ý nhất của bà Zaccarino tại NBC Universal là tạo ra các nhóm bán hàng quảng cáo thống nhất để tối đa doanh thu. Với vai trò CEO, bà Zaccarino sẽ phải giải quyết nhiều vấn đề của Trader, bao gồm việc nhiều nhà quảng cáo rời đi, gián đoạn dịch vụ và đưa Trader vượt qua các đối thủ trong ngành. Tôi nghĩ đây là thời điểm thích hợp để Elon Musk trao lại chức CEO. Với những kinh nghiệm của mình thì Linda là một cái tên đúng đắn và đúng thời điểm khi Trader đang cần một chuyên gia về quảng cáo. Ông Daniel Ives, giám đốc công ty đầu tư Westbrook đánh giá. Ông Daniel Ives, cũng nhấn mạnh việc ông Musk rời khỏi vị trí CEO Trader là một tín hiệu tích cực không chỉ cho nền tảng mạng xã hội này mà còn với cả những công ty như Tesla hay SpaceX. Bản thân người dùng cũng hài lòng với việc này. Trong một cuộc thăm dò vào cuối năm ngoái, 57% những người tham gia cho rằng ông Musk ông nên từ bỏ công việc CEO Trader này. Xin chào quý vị, tôi tên là David Trần. Chắc quý vị còn nhớ tôi đã từng giúp rất nhiều quý vị kiếm được tiền qua chương trình PPP của chính phủ Mỹ trong thời gian Covid vừa qua trên phố Bosa TV. Hôm nay David muốn giới thiệu tới quý vị một chương trình mới để kiếm được tiền, rất nhiều tiền mà không cần vốn. Quý vị đang xài điện thoại, quý vị đang trả hóa đơn bảo hiểm xe, bảo hiểm nhà, bảo hiểm sức khỏe hàng tháng. Đó là những nguồn tiền mà quý vị sẽ được thu vào thay vì chỉ trả ra. Làm như thế nào? Hãy đón xem chương trình Không Sợ Nghèo với David Trần hàng tuần trên phố Bosa TV. E